Có những người hỏi người niệm Phật của chúng ta ngày mai đưa ông Táo về chợ cúng như thế nào. Nhưng Đức nói rằng ở chùa mình mỗi năm đưa ông Táo về chợ, nhưng Đức cũng mua xôi chè hoa quả dọn cúng ngay chỗ cà rạng táo. Những Đức tập trung các cô nấu ăn, rồi những Đức niệm Phật. Niệm Phật xong một chút rồi hồi hướng, những Đức cúng đưa ông Táo như vậy. Niệm Phật là chỗ quan trọng nhất. Các vị thần linh, thổ địa thần hoàng, thần Táo Quân, chúng ta cũng dùng công đức niệm Phật là vạn đức hồng danh để hồi hướng. Dùng danh hiệu A Di Đà Phật là đại thiện để mà cúng các ngài. Đây là thù thắng nhất đó quý vị. Vì nhớ là sáng nào chúng ta cũng học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Buổi chiều thì quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quốc. Không phải riêng chúng ta niệm một câu Phật hiệu đến cùng, mà chúng sanh trong lục đạo luân hồi cũng niệm Phật. Và các ngài cũng là những chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Chúng ta dùng vạn đức hồng danh, niệm danh hiệu A Di Đà Phật để tưởng nhớ và cúng các vị thần. Điều này rất đúng, rất đặc biệt. Như chùa mình quanh năm luôn luôn chương trình gì cũng tán thán danh hiệu A Di Đà Phật. Ngày xưa chúng ta chưa hiểu thì thắp nhang trước bàn thờ ông Địa thì cầu này cầu kia, thắp nhang bàn thờ ông Bà thì cầu ông Bà, còn ngày đưa ông Táo thì cầu ông Táo. Nghĩa là thắp nhang nơi nào thì cầu nơi đó. Bây giờ chúng ta là người niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, chúng ta chỉ có một cái cầu là cầu sanh Cực Lạc. Vậy thì ngài đưa ông Táo về chờ, chúng ta cũng niệm Phật, dùng vạn đức hồng danh để đưa tiễn ông Táo về chờ. Đây là đại thiện thù thắng, thì phải nhớ đây rất đặc biệt, rất đúng. Nên những Đức đã từng chia sẻ rằng từ hôm nay trước bàn thờ ông Bà, tổ tiên hay bất cứ một vị thần linh nào, chúng ta đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, một danh hiệu Phật giải quyết tất cả vấn đề. Việc này rất thù thắng quý vị, rất đặc biệt. Nên mỗi người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Nên mình chuyên tu tịnh độ chỉ có đúng một cái cầu, đó là cầu sanh Cực Lạc. Nhưng một câu Phật hiệu này mọi việc đều tốt đẹp hết. Vì nhìn thấy chùa mình rõ ràng luôn, chỉ có một danh hiệu Phật thì việc gì cũng thù thắng. Người sống trong chùa rất là đông, bình yên tốt đẹp. Có người thì ai cũng có cái bệnh của vợ, bệnh hoạn là bình thường, nhưng mà trạng thái tâm của người trong chùa mình rất tuyệt vời. Đây là chỗ mà mỗi người phải nhận thức sâu sắc,
lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng an lạc. Vì thấy Phật pháp đặc biệt như vậy. Riêng bản thân những đức cũng bệnh đau mà nhiều người đều nhìn thấy, thầy cũng bệnh đau mà vô cùng khác. Nếu thầy không nói thầy bệnh, không ho thì không ai biết thầy bệnh. Vì sao? Vì nhìn trạng thái của thầy không giống như người bệnh. Những đức nói rằng thân bệnh tâm không bệnh. Mang thân tứ đại, người tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc, có bệnh cũng tốt, không bệnh cũng tốt. Như thế nào cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Càng bệnh thì chúng ta càng được sự nhắc nhở. Cuộc đời này vô thường, có cái gì cầm theo được đâu. Muốn buồn giận ai, khi bệnh cái không buồn ai nữa hết. Vì sao? Vì ta đã bệnh rồi, buồn người thì càng chúc độc thêm, có được lợi ích gì đâu. Nên mang tâm như vậy để niệm Phật rất là thù thắng quý vị. Nên ngài đưa ông Táo về chờ, người người niệm Phật đều niệm Phật, để đưa tiễn ông Táo. Cách này cực kỳ hay quý vị. Thì quý vị coi, thằng Táo Vân Quân ngài đi trình lên cho Ngọc Hoàng Thượng Đế những điều thiện ác ở nhân gian này. Thì quý vị là người niệm Phật, làm những việc thiện, ăn chay niệm Phật, gia đình quý vị không sát sanh, biết bố thí cúng dường, làm những điều lợi ích tốt. Thì ngay ngày đưa ông Táo về chờ, chúng ta niệm Phật đưa tiễn ngài đi về chờ. Ngài đi về chờ, tâu lên cho Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhân gian bây giờ nhiều người niệm Phật. Như con ở trong một cái gia đình đó, gia đình đó đều là niệm Phật. Mỗi ngày cà ràng ông Táo không có sát sanh hại vật. Nên thằng Táo Quân ở ngay gia đình mà ăn chay niệm Phật, thì thằng Táo Quân tâm địa cũng đặc biệt, sự tư duy cũng đặc biệt. Vì ngài cũng là một chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Ở nơi nào mà ăn chay niệm Phật, sống thiện sống tốt, thì nơi đó của ngài rất sạch sẽ, rất tốt đẹp, rất nhẹ nhàng. Rồi chúng ta niệm Phật đưa tiễn thằng Táo Quân về chờ để tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì điều này niệm Phật là vô cùng thù thắng. Nên mỗi một người chúng ta khi tu Pháp Môn Tịnh Độ không có bài vẽ gì nhiều cả, chỉ có một câu Phật hiệu này giải quyết tất cả vấn đề. Nhiều người thì phải dùng cách này cách kia để bài vẽ đủ chuyện hết. Giống như cái cô này con mắt, đi lỡ gặp một người thì đưa lên chương trình cúng là 25 triệu, vì thấy không, vô cùng khó khăn không, nài nỉ cỡ nào cũng không được, cúng 25 triệu. Đến chùa mình không tốn các bạc nào. Cô bây giờ đang ở đây cộng tu luôn, vui vẻ, an lạc, cởi mở tâm tư, không tốn một cắt bạc nào hết. Phật pháp là nền giáo dục. Nền giáo dục truyền xuống, mỗi một con người tiếp nhận nền giáo dục này, nếu họ tu học đơn giản thì dạy quý vị đơn giản. Nếu họ tu học rình ra thì dạy vì rình ra. Nếu họ tu học vì danh lợi thì dạy vì danh lợi. Nên mới nói là người hoằng pháp chứ pháp nào hoằng người. Có người là dùng Phật pháp để hoằng truyền, nên tùy vào họ, họ hoằng truyền như thế nào, tiện lợi hay khó khăn là do con người đó. Bản thân những đức gặp được Phật pháp, học tập cực kỳ đơn giản. Duyên cũng đặc biệt, mới vô chùa thờ đó, vị thầy cũng vô cùng đơn giản, nên những đức bị ảnh hưởng đơn giản hoàn toàn. Nếu như những đức vô thời điểm này thì vị thầy đó có nhiều cái mới mẻ, có nhiều cái lập trình lạ, khó, thì những đức đã bị ảnh hưởng y gan như vậy luôn. Duyên những đức cũng đặc biệt, vào ngay thời điểm, vào ngay thời điểm
Mà vị thầy đó chuyên nhất niệm Phật, tín nguyện niệm Phật. Những đức ở thời điểm đó vô cùng đặc biệt. Nên duyên gặp Phật Pháp, Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng duyên bất động, gặp duyên không động. Nếu như cả đời của bạn gặp duyên thù thắng, chỉ có một câu Phật hiệu chân thật mà niệm thì giảng sanh phẩm vị rất là cao. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng người niệm Phật giảng sanh phẩm vị cao hay thấp là do gặp duyên không động. Như những người khù khờ như Dương Đầu Ngốc lại được dạy một câu Phật hiệu cái chân thật mà niệm, giảng sanh đứng mà giảng sanh. Ông thợ giá nồi không biết chữ gì cả, thầy dạy một câu Phật hiệu chân thật mà niệm, đứng giảng sanh chờ đợi thầy 3 ngày. Ông thợ lò rèn chỉ đãi cúng dường cho một vị thầy một buổi cơm thôi, vị thầy này dạy ông niệm Phật, ông nói ông làm việc chân tay cực nhọc, làm sao tu hành được đây? Nói rằng câu Phật hiệu này ông làm gì ông cũng niệm được. Ông cứ niệm Phật, từ đó về sau ông cứ niệm Phật. Người vợ hỏi rằng ông làm việc cực như vậy, niệm Phật không sợ cực thêm sao? Ông nói rằng từ khi thầy dạy niệm Phật, càng niệm Phật càng tốt, càng khỏe, ít nóng. Người vợ cười cười, ông cứ chân thật ông niệm một câu Phật hiệu, khi ông giảng sanh thì biết ngày giờ giảng sanh. Quý vị coi, quý vị học Phật rõ ràng gặp duyên không đồng. Bản thân nhân đức đi vào trong chùa ngay lúc vị thầy đó đang chuyên nhất niệm Phật, nhân đức bị ảnh hưởng chuyên nhất niệm Phật luôn. Và tới bây giờ nhân đức chuyên nhất niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật, không bị dao động tâm. Nếu như nhân đức vô trong thời điểm này thì vị thầy đó đổi tùm lum thứ rồi, thì nhân đức cũng y rang như vậy luôn. Rõ ràng không? Người thời điểm sau này vô học tập thì duyên là y rang như vậy. Những đức thì mười mấy năm về trước, những đức lại vào trong thời điểm người thầy đã chuyên nhất niệm Phật, ảnh hưởng những đức chuyên nhất niệm Phật tới bây giờ. Bây giờ những đức đã gầy dựng nền móng chắc rồi, không ai dao động tâm được hết. Dù người tu bao nhiêu chục năm cũng không dao động tâm được những đức. Những đức có gần ai tu như thế nào đó là chuyện của họ. Bản thân những đức luôn luôn gầy dựng mục tiêu đi của mình chuẩn xác luôn. Những đức mới có ngày hôm nay. Những đức đi xuống đây, nếu như những đức không có phương hướng rõ ràng, những đức cũng bị chuyển hướng luôn. Chuyển hướng luôn. Con đường này những đức đi là bản thân những đức gầy dựng. Có cơ hội nhưng thật sự bản thân có gầy dựng. Nếu như những đức không có mục tiêu rõ ràng như một số anh em huynh đệ đi theo thì chắc chắn cũng không phải chuyên nhất niệm Phật. Chắc chắn. Nên đây rất rõ ràng gọi là gặp duyên không đồng. Nên hàng Phật tử gặp những đức chia sẻ Phật Pháp thì duyên quý vị cũng y rang những đức mười mấy năm về trước, là thời điểm gặp ngay vị thầy chuyên nhất niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Còn nếu như quý vị gặp một vị thầy tu nhiều môn thì quý vị cũng sẽ tu nhiều môn. Nên quý vị đã chuyên nhất niệm Phật mà quý vị chơi chung với một vị thầy không chuyên nhất niệm Phật thì quý vị từ từ cũng y rang bị chuyển hóa. Nếu như quý vị đã gây dựng được tín nguyện niệm Phật mà chơi với nhiều người không tín nguyện niệm Phật mà quý vị vẫn duy trì, đó là phương hướng bị rõ ràng. Phương hướng rõ ràng. Nhân đức nói cho quý vị nghe, dù quý vị là một người cư sĩ, người này là một người xuất gia, nhưng người xuất gia này không có một phương hướng tu rõ ràng. Quý vị là cư sĩ mà lại tu rõ ràng một phương hướng chuyên nhất niệm Phật. Thành tựu quý vị là cư sĩ còn cực kỳ cao hơn người xuất gia này nữa. Vì còn được lợi ích lớn hơn bao nhiêu lần hơn người xuất gia này nữa. Có nhiều người ban đầu đi tu, họ cũng được xuất gia, nhưng họ lại đến ngay một ngôi chùa, họ không có phương hướng tu giải thoát gì cả. Vì sao? Vì thầy dạy họ không có phương hướng giải thoát. Dù tu 30 năm, 50 năm, 100 năm, nhưng vị thầy này con đường đi là theo chiều hướng từ lúc mới gặp thầy. Cứ như vậy sống những ngày tháng trong ngôi nhà Tam Bảo. Tiếp tục chúng ta đến học tập và được xuất gia, cũng hình thành y rang như thầy chúng ta. Nên gặp Phật Pháp rồi rõ ràng gặp duyên không đồng. Chúng ta gặp được nhân duyên này quá tuyệt vời quý vị. Một câu Phật hiệu chân thật mà niệm, một câu Phật hiệu cúng được
một câu Phật hiệu cầu an được, một câu Phật hiệu cầu siêu được. Cứ áp dụng một câu Phật hiệu trong mỗi lúc mỗi nơi. Gặp thằng thánh gì cũng niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Khi hỏi nguồn gốc chỗ nào thầy niệm như vậy, những đức nói mười phương chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nêu lên rằng, giả sử Như Lai ưng sức thế, Di Thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Việc mà Đức Thế Tôn đến thế gian để làm Phật là vì bổ nguyện Di Đà giới thiệu cho chúng sanh. Nếu trong thời mạt pháp này không có pháp môn tịnh độ thì mỗi người chúng ta biết tu phương pháp nào để một đời thành tựu. Chúng sanh thời mạt pháp này hoàn toàn tiêu. Nên mỗi người chúng ta phải nhận thức cực kỳ sâu sắc về pháp môn tịnh độ. Mười phương chư Phật đều tán thán tịnh độ. Vậy thì chúng ta cúng bất cứ hình thức nào cũng niệm Phật là hoàn toàn trọn vẹn rồi. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài là giáo chủ của Ta Bà, là sự hóa độ của ngài là cõi Ta Bà, mới nói là thầy của chờ người. Vậy thì các vị thần linh hay thần táo quân cũng đi chầu chờ. Như vậy thì ngài là thầy của chờ người. Tam giới này ngài giáo hóa, mà ngài còn tán thán danh hiệu A Di Đà Phật. Khi mình niệm A Di Đà Phật vậy thì cúng bất cứ vị thần nào cũng niệm Phật, vậy thì đúng là quá đặc biệt rồi, còn gì nữa quý vị? Nguồn gốc là chỗ đó rồi còn gì. Hiểu được những nguyên lý này thì quý vị rất tiện lợi, quý vị theo coi những đức tổ chức bao nhiêu chương trình đều là tán thán bổ nguyện niệm Phật Di Đà. Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm cũng tán thán bổ nguyện Di Đà, vì trên đỉnh đầu Bồ Tát Quán Thế Âm cũng để hình tướng Di Đà. Còn gì nữa quý vị? Rõ ràng không? Nên người mà chuyên tu niệm Phật thì mọi việc cái gì cũng tốt, cái gì cũng dễ. Còn người mà tạp tu thì vô cùng khó khăn, lòi ra tứ tung lang thang. Nên cái người mà không chuyên tu thì dạy quý vị không làm được. Mà chỉ có họ mới làm được, mà họ làm được hình thức. Bản thân quý vị phải chịu thua hoàn toàn. Còn quý vị chuyên tu niệm Phật, những đức dạy quý vị ai cũng làm được. Bây giờ thỉnh tượng Phật ở chùa chúng ta đem về, thí dụ như từng chủ nhật này tặng tượng Phật này, thì quý vị thỉnh tượng Phật về, quý vị chỉ cần bật lên điều niệm Phật lễ Phật để cúng dường cho Phật Bồ Tát. Từ đó về sau niệm Phật lễ Phật thì phải là an vị Phật, quý vị đều làm được không? Cực kỳ dễ dàng, quý vị đều làm được. Nhưng đức chỉ quý vị cái việc quý vị đều làm được. Cô này đến nhờ cầu siêu, đưa lên giá 25 triệu. Cô này đến chùa mình, những đức khuyên niệm Phật ăn chay, cô tu tập không thiếu, không mắc một đồng. Đó cũng là Phật Pháp dạy, nhưng mỗi người có cách dạy khác nhau. Cũng là cách cúng, nhưng mỗi người thì cúng không được, chỉ có một người này có nghi thức cúng được. Còn những đức dạy vậy thì ai cũng cúng được cả. Vậy thì thắp nhang trước bàn thờ ông bà, đêm giao thừa làm gì? Niệm Phật lễ Phật giao thừa, cúng giao thừa. Niệm vạn đức hồng danh giao thừa là từ năm cũ bước qua năm mới. Chúng ta cúng ngày đó ngay chỗ ngài chờ đất, giao nhau giống như ngài giao thừa, từ năm cũ bước sang năm mới. Dùng vạn thiện để cầu nguyện cho linh khí chờ đất tốt đẹp, chánh khí phát triển. Dùng vạn đức hồng danh để cầu nguyện cho chánh khí phát triển, tà khí âm khí được siêu thoát. Khi tà khí âm khí được siêu thoát thì chánh khí trời đất tốt đẹp. Mà chánh khí trời đất tốt đẹp thì cảnh giới nhân sinh sẽ được tốt đẹp. Đêm giao thừa là cầu cái gì? Cầu cho nhân sinh tốt đẹp chứ gì.
Thì vì niệm vạn đức hồng danh để cầu cho nhân sinh được tốt đẹp, chánh khí phát triển. Mà chánh khí phát triển là từ đâu? Từ lòng người thiện tâm phát triển. Quý vị thấy rõ ràng không? Nên dùng một câu Phật hiệu thôi để giác ngộ nhân tâm con người và giác ngộ nhân sinh, giúp cho chờ đất phát triển được chánh khí. Chờ đất vào phát triển chánh khí thì nhân loại sẽ được bình yên, kiếp nạn sẽ được hóa giải. Nếu nhiều có người niệm Phật như vậy thì nhân loại tự nhiên hóa giải những kiếp nạn. Nên có mấy cô Phật tử này ở Phú Yên nói rằng năm nào gia đình chòm xóm là ở dưới thấp, còn núi thì cao. Năm nào mưa gió trên nước đổ xuống, có nhiều năm chết người, nhà bị sập, bị trôi. Từ khi đến chùa mình thỉnh tượng Phật về thờ, nơi đó nhiều người niệm Phật, nghe Pháp, thì càng ngày mỗi năm càng ít xảy ra những cái tai nạn đó. Rõ ràng nơi nào niệm Phật, nơi nào tu tập ăn chay niệm Phật thì chánh khí phát triển. Nên cúng giao thừa, gia đình của mình cũng là niệm Phật lễ Phật, cúng hoa quả trái cây là đúng nhất luôn quý vị. Đừng nên sát sanh hại vật. Còn nhiều người nói rằng con đi vào trong chùa tu bằng thờ của quyền thất tổ ông bà, sợ bị lạnh lẽo. Những đức nói mình đi vô trong chùa tu thì ông bà cũng đi theo mình vô chùa tu. Ông bà ở gia đình này là gì? Có con cháu. Con cháu đi đâu, ông bà đi theo đó. Ông bà không đi thì cứ ở nhà. Chúng ta cứ đi để tu tập, vì chính bản thân chúng ta là người sống. Cứ lo tu cho thật tốt, vì khi người sống có tu hành tốt đẹp thì người mắc sẽ được lợi ích rất là tốt. Nhớ. Nên ngày mai đưa ông Táo về chờ, những đức hôm nay có bài chia sẻ Phật Pháp cho quý vị Phật tử để cúng thằng Táo Quân vô cùng đặc biệt và rất tiện lợi, rất đúng pháp. Dùng danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh để đưa tiện thằng Táo Quân về chờ để tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế những việc ở nhân gian. Cúng chè, soi, hoa quả, toàn là cúng những thứ chay lạc tốt đẹp, thì thằng Táo Quân bay sẽ càng mau. Nhẹ nhàng thì bay dễ, giống như nhang, khói nhang bay lên, tàn nhang thì rớt xuống. Sát sanh hại vật thì rớt xuống, chay lạc hoa quả thì bay lên. Nên quý vị cúng như vậy và niệm Phật thì vô cùng thù thắng, điều phát một cái cầu là cầu nguyện đời này tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ai cũng cầu như vậy thì tức khắc phát triển được chánh khí trời đất. Điều này rất đúng quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, gặp bất cứ cảnh ngộ nào cũng niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Gặp cảnh duyên gì cũng niệm Phật. Và chỉ có một cái cầu, cầu sanh cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ.